Tôi đã, đang và sẽ 30. Tôi ước mơ. Tôi nhấn bước. Tôi luyện rèn. Chọn những cái lắc đầu khắt khe để có những cái gật đầu khi bước ra thế giới. Tôi bền bỉ nên chất thép. Tập đoàn Hòa Phát, 30 năm tôi thép. Ngựa nghỉ liên hồi, đừng lo.